chưa tâm phục khẩu phục. Bây giờ tôi sẽ làm cho mấy người tâm phục khẩu phục ha. Bảo Anh. Dạ. Chửi tiếp con. Ôi chửi chuyện gì ạ? Trời ơi, bác đang ngồi ở nhà mình vậy, không có làm gây sự với ai, tự nhiên hai người này vô kiếm chuyện nè. Con chửi lại đi. Ủa tại sao mình lại chửi như vậy hả bác? Con thấy hai cô hồi nãy giờ dùng những ngôn từ rất là nhẹ nhàng dễ thương, không có gì mà để mình phải nặng lời với hai cô hết á. Cái người mà hồi nãy giờ lớn tiếng ở đây con thấy là bác á. Bây giờ chửi như vậy làm sao mà chửi được. Nhưng mà con biết bác để trong lòng 33 người như vậy á, thì bác cũng nặng lòng lắm đúng không bác? Không dễ dàng gì và cũng không nhẹ nhõm gì. Cho nên là chiều nay bác dành chút thời gian nha, con đưa bác đi chùa. Xong rồi vô đó thì bác sẽ được nghe kinh. Thì lúc đó bác sẽ cảm thấy là cuộc sống nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Biết đâu bác có thể giải nghiệp được nữa. Nha bác, bác dành chút thời gian nha bác. Đi. Đi. Dạ, bây giờ mình đi liền hả bác? Đi, đi khuất mắt tôi. Cô là cái người tráo trở. Chuyến đi này không biết khi nào mới gặp lại. Con mong là bác giữ gìn sức khỏe. Không có con, bác phải tự biết chăm sóc bản thân nha bác. Con biết là con đã làm nhiều điều rất sai quấy với bác, cho nên con xin lỗi bác. Con Bảo Anh,